Dạ, xin chào toàn thể cô chú anh chị. Thì hôm nay học sẽ quay đánh giá chiếc xe Mazda 6. Anh chị rất là vui mừng luôn. Chiếc xe Ford Explorer này là anh em học cũng mới vừa lấy về, thì học cũng đã nhận cọc rồi nha anh chị. Và bên đây là Fortuner 2021, máy dầu số tự động một cầu, thì cũng đã bán luôn rồi. Ngày mai là anh em học đi giao xe. Giờ mấy đứa nhân viên của học nó đang rửa sơ lại. Chiếc Explorer này khá là đẹp luôn anh chị. Thì bên học đang cần thu mua những cái dòng xe lướt đời cao, đặc biệt là những cái xe còn bảo hành. Và hôm nay học sẽ gửi đến cho anh chị một mẫu xe giá rẻ, phân khúc hạng D, đó là Mazda 6, được sản xuất 2016, trang bị động cơ 2.0 số tự động nha anh chị. Xe màu trắng, nội thất đen. Thì vẫn như thường lệ, học sẽ đi một vòng xe để cho cô chú anh chị kiểm tra qua những cái đường dập lặn, dập nổi nè. Xe thì bên học cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không gặp nước. Động cơ hộp số là còn nguyên bản, có cấp giấy chứng nhận, hoặc là anh chị nhờ thầy thợ bên thứ ba đến xem xe và kiểm tra về chất lượng như là học miêu tả. Xe thì có ngoại thất màu trắng bóng loáng, thì bên học cũng đã xì ba xong rồi, anh chị đến xem xe cũng có thể nhận mà mang xe về luôn. Chiếc xe này anh em học đang chào bán chỉ có là 490 triệu thôi anh chị. Mazda 6 sedan hạng D. So với Camry á, thì chiếc Mazda 6 này á, nó đã bị trượt ra khá là nhiều, ảnh hưởng bởi xe mới anh chị. Xe mới bây giờ Mazda 6 xe mới nó giảm gần 200 triệu rồi. Nên là bây giờ anh chị nào mà mua một chiếc xe sedan hạng D nè, bên Mỹ, Nhật Bản, chi phí bảo dưỡng thấp, cộng thêm cái nữa là chiếc xe nhìn nó cũng hiện đại và đẳng cấp, thì anh chị nên lựa qua cái sản phẩm Mazda 6 này. Sedan hạng D là một chiếc xe khá là sang trọng đó anh chị. Ngày xưa mua đâu đó lanh quanh khoảng 1 tỷ 3, bây giờ học bán chỉ còn có 490 triệu à. Thì vẫn như thường lệ, học sẽ đi một vòng xong rồi mình sẽ đánh giá vào chi tiết như là ngoại thất anh chị, phần nước sơn cabo nè, nước sơn cabo của xe ha, đèn pha nè anh chị, thấy không? Đèn này nó sẽ có là đánh theo góc đánh lái luôn, nó sẽ liếc được luôn nha anh chị. Biber Rosetta nhưng mà liếc. Phần phía dưới thì chúng ta sẽ có đèn định vị ban ngày và đèn gầm, có bốn cảm biến gốc, có rửa đèn pha. Mặt ca lăng thì to bản mà rơm khá là đẹp nha anh chị. Logo Mazda ở đây. Mazda thì ngôn ngữ thiết kế chung nên là anh chị nhìn chiếc xe nó nhìn rất là hài hòa, nhìn khá là sang trọng và bắt mắt. Đây anh chị, chỉ có 490 triệu là anh chị chỉ, nếu như mà mình mua xe mới thì cái giá này anh chị chỉ mua được VOS số sàn thôi nha anh chị. Đối với anh chị nào mà có nhu cầu đi gia đình, không sử dụng dịch vụ, thì anh chị hãy liên hệ với học mua chiếc sản phẩm hạng D này đi cho nó sang, nó đẳng cấp nha anh chị. Đó, cụm đèn pha này 2016 tới giờ đèn này là đèn zin chưa thay thế nha anh chị, đèn zin theo xe luôn á. Đây anh chị nhìn, và cái xe này nó có cái màu trắng nhưng mà ánh kim nha anh chị. Đó, khá là đẹp. Đó, Mazda 3 2.0, xe mình được trang bị cửa sổ trời, viền khung kính theo xe nha anh chị. Viền khung kính đối với phiên bản cao cấp này thì là viền khung kính sedan hạng D mà, xe đắt tiền hơn 1 tỷ mà anh chị. Đó, còn đây là cái phần nước sơn của cánh cửa trước bên phải nè, và về anh chị nhìn thấy những cái đường dập nổi không? Đó, khá là đẹp. Mâm thì do cũng qua năm tháng thì cũng bị xước xát nhẹ, nhưng mà học cũng giữ nước sơn zin. Anh chị nhìn nè, khá là đẹp ha. Mỏ xe thì còn vậy cui à. Đó, rồi phần gương chiếu hậu có đèn tích hợp đèn báo rẽ. Đây, mọi chi tiết thì bình thường, rất là đẹp nha anh chị. Đó, cái màu trắng này nó ánh lên cái ánh kim khá là đẹp. Đây anh chị nhìn nè, đó, tay nắm cửa có nút bấm, tất nhiên là đời bằng nút bấm nha anh chị, đời start up. Đây anh chị nhìn qua phần keo chỉ ha. Xe này thì bên học sẽ cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng này, không ngập nước này. Keo chỉ còn nguyên bản. Đó, phần túp lô, túp bi xe thì còn khá là chuẩn. Chỉ có 490 triệu anh chị đã sở hữu được chiếc Mazda 2016 này, những cái thanh mạ rơm này anh chị thấy không, khá là đẹp đó. Xe mình có hỗ trợ là có hỗ trợ cái chống trơn trượt nha anh chị, iStop nè, rồi cân bằng điện tử đầy đủ hết, ABS đầy đủ nha anh chị. 68.208 cây, có cái ga tự động luôn. Còn đây là cái phần vô lăng đây anh chị. Đó, logo nè, mới nổ máy lên là mát rồi. Xe này thì trang bị hai vùng lạnh độc lập. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Chỉ có 460 triệu anh chị mà bây giờ mình mua được sedan hạng D, xe Nhật Bản luôn nha. Đó, ngay đời start up nè. Xe thì để học coi, hai vùng lạnh độc lập. Đó, đầy đủ cảnh báo điểm mù. Đó, cảm biến lùi. Đây, cái này là cái phanh tay bọc da. Đó, nội thất thì còn mới nguyên rồi nha anh chị. Đó,
Cô chú anh chị nhìn thấy không, rất là tương tác xe. Thì bên Học cũng đã diệt khuẩn khử bụi tách ẩm. Cái ghế bên kia đấy hồi Học và sẽ qua quay đánh giá chi tiết cho anh chị. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần túp lô và túp bi phía bên phải trước đi. Đó, mọi chi tiết nó còn khá là đẹp, trần gạt xi nhan nè. Xe Nhật thì bền bỉ lắm anh chị. Ghế phía trước bên tài thì anh chị sẽ được bộ ghế da là nha anh chị. Xe này được trang bị ghế da, và ghế trước bên tài là có hai vị trí nhớ này, và có bơm lưng luôn nha anh chị, chỉnh tám hướng. Đó, mọi chi tiết xe thì anh chị nhìn khá là đẹp ha. Đó, chỉ có 490 triệu phù hợp cho cô chú anh chị nào ở tỉnh á, mà thích chiếc xe sedan hạng D đi lành tính rộng rãi. Nhìn chiếc xe mình đi nó khá là đẳng cấp anh chị, đi chiếc xe Mazda 6 thì nó khá là đẳng cấp nha. Đó. Đây anh chị, nẹp khung kính thẳng tách. Sáng trưng khá là đẹp luôn. Đây. Còn đây là phần keo chỉ xe nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, xe thì bên Học cấp giấy chứng nhận là xe không lỗi nha anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, chưa chạm. Đây. Túp lô, túp bi cửa sau bên trái nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đường kim mũi chỉ còn mới tinh. Đây, anh chị nhìn. Khá là đẹp, nước sơn nè anh chị thấy không? Nước sơn nó óng ánh luôn. Còn phần ghế da phía sau thì còn quá là mới đó. Đây anh chị nhìn nè. Đó. Mới tinh tình tinh nè. Xe của cô chú anh chị sẽ có luôn cái hàng cửa gió ở phía sau, hàng ghế thứ hai. Không phải lo bị nóng nha anh chị. Và xe Nhật thì lạnh tốt lắm, xe Nhật rất là lạnh. Mọi chi tiết nó đang hoạt động rất là bình thường nha anh chị. Xe Nhật thì khá là bền. Xe mình được trang bị cửa sổ trời. Bảy tỳ tai nè. Đi xe này thì anh chị được cái trải nghiệm phân khúc hạng D, có cái trục cơ sở dài, đi rất là êm. Đó, nó giống như Camry đó anh chị. Này, keo chỉ nè. Đó. Chỉ có 490 triệu đồng anh chị. 490 triệu đồng. Đó, anh chị đi ủy quyền giữ biển số này cũng được. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì giữ nguyên cái biển số này. Cái màu anh chị nhìn kỹ, cái màu nó ánh rất là đẹp ha, ánh kim. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của cái động cơ 2.0 này nó chỉ rơi vào là 6.1 lít nè. Còn mà anh chị đi ngoài đi tổng hợp nó sẽ là 6.6. Còn mà đi trong đô thị nó chỉ có 7.2 thôi, vì trang bị cái động cơ nó chỉ có 2.0 thôi. Đó. Còn đây là form tổng thể của cái góc phía sau xe nè. Anh chị nhìn cái form nó khá là thể thao, khá là đẹp ha. Biển số là 51F90076, vỏ Michelin. Đây anh chị. Mâm phía sau xe cũng là zin chưa sơn nha anh chị. Anh chị nhìn qua cái phần má phanh nè. Đó, đĩa phanh nè. Đó, anh chị nhìn chất lượng không? Đó, vỏ xe nè. Đây anh chị nhìn phần vỏ xe vậy cui. Ha. Rất là đẹp luôn anh chị. Mọi chi tiết còn khá là đẹp. Mình sẽ được trang bị là hai ống xả nha anh chị, hai ống xả zin theo xe. Anh chị nhìn phần gầm nè. Đây cô chú anh chị nghiến qua phần gầm luôn ha. Ở phía sau thì mình sẽ sử dụng hệ thống treo là độc lập. Đó. Đèn cũng là zin theo xe, chưa thay thế nha anh chị. Đây. Không có bị nứt bở ố vàng gì hết nha anh chị. Đó. Khá là đẹp. Đây anh chị nhìn logo nè, mẹp mạ rơm sáng bóng. Ở bên này thì bị chạy một xíu do theo năm tháng anh chị, nó bị chạm, nó bị qua quẹt ở đây nè. Nhưng mà họ cũng để zin luôn nha anh chị. Đó. Xe này mới 1.2 tỷ mà giờ mình mua có 490 triệu. Rất là đáng để anh chị sở hữu. Còn cái phần cốp sau thì độ rộng khỏi phải bàn, xe sedan hạng D mà. Độ rộng lắm anh chị. Vỏ xe cua. Vỏ xe cua còn gì cui luôn nha anh chị. Đó, đầu nghề đầy đủ. Đó, keo chỉ cốp nè. Mazda 6 nha anh chị, Mazda 6 2.0, cửa sổ trời, ghế điện. Đó. Đây, keo chỉ nè. Mới tinh tình tình ha anh chị. Giá hôm nay là nó trượt lắm, tại do xe mới, bị ảnh hưởng xe mới, khách hàng bán cho Học mà khách muốn rầu luôn. Đây. Đó. Trụ C. Về phía sau. Nước sơn mà Học quay gần là anh chị thấy không? Nó ánh nè. Cái cốp của vậy nè. Cản của vậy anh chị ha. Đó. Nước sơn nè, ánh rất là đẹp ha. Còn vỏ sao phải này cũng mới tinh, vỏ Michelin. Vỏ dây cui. Đó. Chị thấy không? Nẹp chân kính. Chỉ có 490 triệu thôi anh chị. Và sở hữu được chiếc Mazda 6 rồi. Đó. Cùng phân khúc với lại Camry nè, Accord nè. Kia K3 nè. Optima nè. Đó, ngày xưa thì có thêm Kia Sonata nữa, mà bây giờ Sonata bỏ mẫu rồi. Hyundai Sonata.
chị nhìn ha, cùng với Accord với lại Toyota Camry, Mazda cũng là xe Nhật mà nó rất thời thảm luôn, nên là anh chị bây giờ mua được chiếc xe này nó cũng khá là rẻ, do thị trường bây giờ xe cũ nó cũng giảm sâu lắm anh chị, khách hàng thì mua bán cũng nhiều, tuy nhiên thì giá nó cũng bị kéo xuống chứ không phải là mua bán nhiều thì xe cũ nó ảnh hưởng bởi xe mới nha anh chị. Đó, đây mọi chi tiết nó còn khá là đẹp mà. Anh chị nhìn từ bên trong ra bên ngoài những cái mặt dưỡng ở đây này, chị nhìn thấy không, bóng loáng á. Đó, xe này thì anh chị cũng có cái học đến xem xe thì học cũng giảm lọc vài triệu nha anh chị. Đó, 2016 nè, 490 triệu, khá là đẹp. Chi tiết nó còn khá là ok nha anh chị. Đó, có đèn đầy đủ hết, cửa sổ trời chỉ với 490 triệu à. Anh chị nhìn nè, ghế da nè. Đó, cái này thì nó bị theo năm tháng thôi, một xíu thôi, nhưng mà cơ bản nhìn tổng thể nó khá là đẹp nha anh chị. Đó, có ghế điện tám hướng nè. Tổng thể thì nội thất nhìn khá là sang trọng. Đó, nẹp chân kính, tay nắm cửa có nút bấm. Đây, đây anh chị, Mazda 6 2016. Hôm bữa học có khách ở dưới Kiên Giang lên á, chắc anh lên đi khám bệnh, trời đến xem xe học, nói chiếc xe này ưng nó, nhưng mà hỏi học sơn ở đâu học chỉ, cái nói sơn nhiều quá. Đi mua ô tô mà chiếc xe này 2016 tới bây giờ Mazda 6 mà kiếm nước sơn zin đâu ra, phải chi xe 21 22 thì nó khác anh chị. Còn xe 2016 mà cái chuyện sơn tốt là cái chuyện bình thường, nhưng mà bên học cam kết với cô chú anh chị là keo chỉ nguyên zin nha, xe không lỗi nha anh chị. Sơn rồi, những cái xe vậy nè mà khách hàng sơn rồi về học đỡ phải tốn chi phí sơn chứ đâu có gì đâu, quan trọng nhất là keo chỉ nè, quan trọng nhất là keo chỉ nó còn zin, nó chưa có thay, nó chưa có va đâm va. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, tại vì bên học bán có cấp giấy chứng nhận mà, có thể là đi chết thoải mái nha anh chị. Đó, chuyên làm xe lướt thôi, những cái xe mà cũ đi đời 2016 2015 học làm là học lựa những xe cọp học làm thôi mà. Đó, còn anh chị nào theo dõi kênh của Thái Học á thì anh chị biết rồi, học chuyên làm xe lướt, xe 2022 2021 hầu như là đa số là 2022 2021. Đó, máy móc nè anh chị, anh chị nhìn máy nó dày nè, cái máy Nhật nó bền kinh khủng luôn. Anh chị nhìn chạy 60 mấy ngàn cái động cơ đó nè, ốc nó còn 7 màu luôn anh chị nhìn nè. Đó, mọi chi tiết nó còn mới ken à. Đó, đây anh chị nhìn nè, còn rất là tương tắc, khá là đẹp, động cơ 2.0. rồi mình sẽ đi một vòng nữa nha anh chị, để học mở đèn lên. Mazda 2016, Mazda 6 nha anh chị, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này bên học đang chào bán chỉ có 490 triệu à. Sedan hạng D nha anh chị, cùng phân khúc với Camry, chiều dài tổng thể gần bằng Camry nha. Sedan hạng D thì anh chị sẽ có hai trục cơ sở là hai cái vị trí của bánh xe anh chị, nó khá là dài nên là mình đi nó giống như chiếc thuyền đó, đi nó rất là êm. Đó, xe nào mà trục cơ sở ngắn thì nó đi nó sốc lắm, chẳng hạn giống như mẹt rồi đó anh chị thấy không, đèn thì khá là đẹp anh chị nhìn. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy không, rất là sang trọng, 2016 tới giờ nhìn đâu lỗi thời đâu. Xe Nhật thì nó ít có bị xe cũ đạp, xe mới đạp xe cũ anh chị. Anh chị giờ ra thấy những cái xe mà Mazda 6 2022 nó cũng hao giống như vậy thôi, nó đổi mâm, nó đổi đèn xíu đó, chứ còn cơ bản phơm dán nó vẫn y vậy. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe, bán xe nhớ liên hệ với học nha. Bên học cần mua xe lướt giống như là xe này 2022 nè. Này là 2017 cọp. Đây là 2022. Đây 2021. Ở đây 2021. Còn ở đây là 2022. Đó, anh em học chuyên làm những cái xe 2021, 2022. Còn đây là 2021 nữa nè. Mới về, đằng kia 2021 luôn. Ở đây là 2021 luôn. Chuyên làm những cái dòng xe lướt thôi. Đó, rồi học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sinh chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau ạ.